Sáng chú chiều anh, loanh quanh định chỉ có anh với chú thôi. Xin thưa tới quý vị và các bạn, sư huynh Lục Tuần điện đàm cho nông dân Khang, nói là sư huynh xem cái video chiếc đài sáp QT77 mà nội soi cái bộ cơ rồi ký tên phên vỉ vào để tránh đêm dài lắm mộng. Sư huynh bảo coi như thế là ý chú lại giống ý anh. Bây giờ ở trong video thì mình có chia sẻ tới quý vị và các bạn. Bỏ ra chục triệu, 17, 18 triệu cách đây được mà nửa năm rồi mình có sửa một chiếc đài sáp QT88. Người thượng đế đó mua 18 triệu. Chiếc đài sáp QT88 đó cũng được trang bị hai bộ cơ chạy bánh trung gian là vòng cao su. Thế mà chiếc đài sáp QT77 này cùng một hãng sáp nhé, cùng QT, chỉ có khác mỗi 77 và 88 thôi. Chỉ có 1.450.000 đồng. Mình cũng được sở hữu bộ cơ chạy vòng cao su. Thế thì tội cái gì mà phải bỏ ra 18 triệu để mua cái bộ vòng cao su kia. Đây cũng bộ vòng cao su, không kém phần long trọng. Đây bộ cơ cũng được chạy bánh trung gian là vòng cao su. Thế thì có phải là đại lợi không? Hay là sư huynh bảo ý chú lại giống y anh. Đúng thật là ý chú lại giống y anh. Loanh quanh thì chỉ có anh với chú thôi. Xin thưa tới quý vị và các bạn, trước khi lắp vào thì trân trọng kính mời quý vị và các bạn xem lại một lần nữa nội thất đài sáp QT77. Sáp QT77. QT77 đây. Ui nó mở. Đây. Đấy, sáp QT77 đấy. Mình bỏ ra mười mấy triệu mình mua chiếc đài sáp QT88 thì đương nhiên rồi, trước tiên thì nó to hơn. Rồi đài ba cục cái đấy thì không không bàn ở đây. Thế nhưng về bàn về vấn đề bản chất kỹ thuật thì cái đài bằng đấy tiền cũng được trang bị bộ cơ chạy vòng cao su. Thế mà bây giờ mình chỉ bỏ ra có 1.450.000 đồng, mình cũng được sở hữu bộ cơ chạy vòng cao su mà cũng của hãng sáp luôn. Thế thì đúng là đại lợi chứ còn cái gì nữa. Bây giờ mình test ở bên ngoài để cho quý vị và các bạn thấy được là hãng sáp người ta sản xuất cái bộ cơ chạy vòng cao su nó khác với hãng Sony, nó khác với hãng Sony. Cũng là vùng vòng cao su, thế nhưng gần đây nhất là chia sẻ tới quý vị và các bạn là cái chiếc cũ đài chứ không phải chiếc đài. Cũ đài Sony có model CFS DOS 560. Đấy là cũ đài. Đấy, rồi là bộ cơ cửa A đài Sony 715 cũng chạy vòng cao su, thì những cái bộ cơ đấy thì cũng chỉ có Phan Đình Đáp thôi. Thế nhưng mà bộ cơ của đài sáp QT88, QT77 thì không thể đáp được. Cũng chạy vòng cao su nhưng không thể đáp được. Nó thiết kế ăn nhau là cái nó thiết kế nó khác nhau. Video trước đã chia sẻ tới quý vị và các bạn đây bánh tôi bánh cao su đây này. Đây, cái vòng bên trong này này. Đấy, vòng cao su đây nhá. Đấy, vòng này. Bánh này nó tì vào cái trục cuốn băng này để nó cuộn này. Đấy, nó tì vào cái thằng cu này nó để cọ vào đây. Thế nhưng mà lò xo nó treo này, nó treo bánh này. Đấy, bây giờ mình test rất chi khỏe nhá. Ồ, lại ấn nhầm, úi giàng ơi, ấn nhầm. Đây, đây quý vị và các bạn có nhìn thấy cái vòng cao su nó chạy vào cái bánh này không? Này. Bây giờ giữ nhá, này, giữ này. Ở giữ này, ở dưới này nó vẫn chạy này. Đấy mà nó không có đảo, này, nó không đảo, nó không lắc lộn lên. Đấy, giữ này thì nó không thể auto stop được. Đây, auto stop thì nó lại ở đây. Cái này auto stop bằng cơ học, tức là khi hết băng thì nó gì, cái dây băng nó cứ tì vào đây này. Này, nó tì vào đây, đấy, tì vào đấy, đẩy lên này, giữ này, đây đấy, vòng vòng cao su đây. Xin thưa tới quý vị và các bạn, nó khác nhau hoàn toàn.
về cái cách thiết kế cũng là vòng cao su. Thế nhưng mà vòng cao su của QT88, QT77 này nó khác nha. Với lại là vòng cao su của Sony 715 nha. Cửa A đấy. Đây bên đây nữa. Đây. Này. Đây giữ này, giữ nhá, này giữ này. Đây, nó chạy này không không có đảo lắc gì cả. Thế có sướng không chứ này. Này. Đấy, độ khỏe của nó như này là ok rồi này. Đấy, độ khỏe của nó lại ok rồi. Thế mình lại hay chứ này. Nó khác nhau là nó khác nhau ở cái hãng đấy, nó khác nhau ở cái hãng đấy. Sony nó khác. Sáp nó khác. Sáp GFA10 cũng chạy vòng cao su. Đấy. Thế nhưng vòng cao su của hãng Sáp nó khác với lại hồng vòng cao su của Sony. Sony thì sợ cửa A 715 nhá. Sony 715 là cửa A đấy. Sony 1133. Sony CFS 1133 đấy, Sony CFS 1030, 1033 rồi 1130. Những cái loại đấy rồi Sony 560 thì cái bộ cơ đấy đúng chỉ có fan đỉnh đáp. Nhưng bộ cơ này thì lại không fan đỉnh đáp được. Không thể fan đỉnh đáp được. Bộ cơ này nó giống với lại bộ cơ nó khỏe như bộ cơ đại QT88. Thế mà trong khi đó mình lại rất chi là lợi ở cái chỗ mình chỉ có 1.450.000 đồng. Còn kia lần trước mình sửa cho người thượng đế mua 18 triệu. Bỏ ra 18 triệu mới được sở hữu cái bộ cơ chạy vòng cao su. Đây thì có 1.450.000 đồng cũng được sở hữu hai bộ cơ vòng cao su của hãng Sáp. Sướng thật đấy. Sướng thật. Đây. Đây này, dây này. Đấy, dây là phải đi vào đây. Đây, đấy nó phải nằm gọn trong như này. Đấy, nằm gọn trong như này. Đấy. Đến đây buộc cho nó cái dây rút ở chỗ này. Đấy nhá, dây dọ phải đi như thế này. Nó gọn gàng như này. Đây. Đi vào cái ngay đây này, đi vào cái này, cái khuyết này. Đấy, nhà sản xuất người ta đã cố tình người ta sản xuất ra cái chỗ này để luồn dây này. Đấy, luồn dây này. Lên đây. Đi vào đây. Chỗ này làm cho cái dây rút vào đây. Lát nữa sẽ cắt nó đi cho nó gọn. Cái này như vậy lát nữa cắt đi cho nó gọn, nhưng không để dâu này. Để dâu này. Hai phết này. Đấy. Đây dây đầu từ đây. Đấy cũng phải đi vào cái rãnh này. Này, đấy, cái cuộn cơ nó có cái rãnh này để lắp dây đầu từ vào đấy. Ôi giời. Lỗ mũi 18 gánh lông mà chồng yêu chồng bảo tơ hồng trời cho. Đúng là qua cái đài sáp QT88 với lại QT77 này mình cũng thấy đỡ 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 qua những cái này cái nọ với vậy những cái bộ cơ mà chạy vòng cao su. Đấy, chạy vòng cao su thế nhưng mà khỏe, êm. Và đương nhiên thì đương nhiên rồi thì cái bộ cơ chạy vòng cao su nó phải còn chuẩn. Chứ còn bộ cơ vòng cao su thế nhưng mà lại bét nhè rồi thì cũng chả đợi đào đâu ra nó khỏe chứ. Chả đào đâu ra nó khỏe chứ. Nhưng mà cái này, cái những cái bộ cơ như thế này thì khi mà khôi phục thì nó cũng dễ dàng thôi. Chứ nó không như đài Sony 715 đâu. Đấy là xin thưa tới quý vị và các bạn nhá. Đấy, nếu mà có nhiều tiền nhá. Tiền nhiều như lá tre lá mít ý, thì Trần Văn chốt quả QT88 18 20 triệu về để sở hữu bộ cơ vòng cao su. Còn nếu ít tiền cứ loại QT77 này nhá. Đấy, ngon bổ rẻ. Mình cũng được sở hữu bộ cơ vòng cao su có kém đâu. QT88 20 triệu cũng chỉ thế thôi nhá. Thế còn không bàn về cái vấn đề to rồi nặng rồi lại ba cục rồi âm thanh nó thế nào, không bàn. Nhưng không lại bảo ông này ông nói nó không chuẩn, mình không bàn về cái vấn đề đấy. Mình đang bàn về cái vấn đề về bản chất kỹ thuật là mình chỉ bỏ ra có 1.450.000 đồng, mình đã được trải nghiệm, đã được sở hữu cái đài mà có bộ cơ chạy vòng cao su y như cái đài gì. Tất nhiên là về kết cấu của bộ cơ thì nó không giống nhau, thế nhưng về nguyên lý thì cái bộ cơ của đài sáp QT88 nó cũng chạy vòng cao su và đài QT77 này nó cũng chạy vòng cao su. Đấy là nguyên lý nó giống nhau. Đấy. Chứ còn bộ cơ thì đương nhiên là nó không giống nhau được, không giống nhau được. Đài sáp QT77 là QT77, 88 là 88. Nói thế cho nó chuẩn.
Thôi có khi là mình dừng video ở đây. Chức năng thâu băng vẫn hoạt động bình thường nhé, kể cả thâu tốc độ cao vẫn hoạt động bình thường. Video sau thì sẽ test hoạt động. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt. Merci. Merci beaucoup.